Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với showroom Tinker Tool có địa chỉ tại số 18 Hoàng Quan Chi, Cầu Giấy, Hà Nội. Tính ra bây giờ thì Tết cũng đến rất là gần rồi mà người ạ. Đấy, tất cả những cái chiếc xe mà em vừa rồi có quay lên cho mọi người đấy thì cũng đã có bàn giao và cũng đã bán được vãn rất là nhiều rồi. Hôm nay clip này đây em sẽ xin phân tách nhá, về một dàn xe gầm cao trước và một dàn xe sedan đằng sau. Đấy, thì ở phía đằng sau em đây thì là tất cả những xe mà em đã bán được rồi và em đang chuẩn bị bàn giao tới khách hàng. Còn phía góc trên, tính từ chiếc xe này hắt lên đây thì là chiếc xe em vừa về nhá. Thì em xin phép là clip này sẽ cập nhật riêng về dòng xe gầm cao trước, để anh em nào chúng ta đang quan tâm mẫu xe gầm cao đi Tết thì thời điểm này có thể là theo dõi cùng với em nhá. Đầu tiên ở phía góc dưới cùng này thì em đang có là chiếc Mazda CX-5 bản máy 2.5, sản xuất là 2018. Em này thuộc thế hệ form cũ thôi, và tầm tài chính của xe thì như chiếc này đây em đang chào bán tại cửa hàng là 685 triệu mọi người nhá. Và xe mới chỉ lăn bánh được có hơn 4 vạn cây thôi mọi người ạ. Đó. Rồi, còn ở phía trong này đây thì em đang có đó là chiếc Mazda CX-5 bản máy 2.0, bản Premium, sản xuất là 2022 mọi người nhé. Chiếc này của em thì có cái mức giá cũng như là cái đời của CX-5 là cao nhất nhà luôn. Đây, như chiếc này của em màu đỏ 22, lăn bánh được có 17.000 cây thôi, và tầm tài chính em đang chào bán tại cửa hàng nhé là 840 triệu mọi người ạ. Em nhấn mạnh một chút nhé, tất cả mức giá mà em đang vừa chào bán tại đây ấy, thì nó là mức giá cũng khá là sát rồi. Nhưng mà anh em nào mà chúng ta muốn thương lượng thêm, muốn deal thêm giá, đừng ngần ngại nhé, nhấc máy lên mà alo trực tiếp đơn vị của em, chúng ta cùng nhau thương lượng. Chắc chắn em xin tắt luôn là thời điểm này anh em nào cứ quan tâm và cứ muốn quan tâm hoặc là muốn gọi điện thì cứ trao đổi trực tiếp là chắc chắn sẽ buộc xe nhá. Đó. Rồi, quay trở lại chiếc xe bên em đi. Chiếc này của em thì đó là chiếc Toyota Ray, một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh và đi trong phố rất hợp lý. Bản của em là bản máy 1.0 turbo, xe nhập khẩu, sản xuất là 2021 mọi người nhá. Như chiếc này, em xin lỗi, 2022 mọi người ạ. 2022 thì như chiếc này của em đây thì xe thì lăn bánh được hơn 3 vạn cây mọi người nhé. Biệt tỉnh của em đang chào bán là chỉ có 510 triệu thôi. 510 triệu mẫu xe nhập khẩu nhỏ nhỏ xinh xinh này, em nghĩ rằng rất là hợp lý luôn đấy. Đi mà thời điểm lạnh như thế này, tầm giá rất là mềm. Đó. Rồi, còn tiếp tục này, em đang có chiếc Mazda CX-5 nữa. Chiếc này của em là bản máy 2.0 mọi người nhé. Bản này của em là bản 2.0 đúng rồi. Sản xuất là 2019 nhưng mà thuộc thế hệ form cũ mọi người ạ. Đấy, cái la răng cũ và thế hệ form cũ hơn. Chiếc này của em đây thì tầm tài chính chỉ có dưới 700 thôi, và cụ thể em đang chào bán tại cửa hàng là 695 triệu mọi người nhá. Đó. Rồi, còn bên này đây thì em đang có đó là chiếc Mazda CX-5 bản máy 2.0 Deluxe, sản xuất là 2021, màu xanh Kawasaki, lăn bánh hơn 3 vạn cây, biển thành phố, và em đang chào bán tại cửa hàng là 735 triệu mọi người nhá. Đó. Rồi, còn bên này đây thì em đang có đó là chiếc Mazda CX-5 nữa. Chiếc này của em là bản máy 2.0, bản Premium, sản xuất là 2021 mọi người ạ. Chiếc 2021 này của em thì tầm tài chính của xe thì em đang chào bán là chỉ có dưới 800 thôi. Cụ thể nó khoảng tầm 780 triệu thôi mọi người ạ. Đó. Rồi, còn bên này đây, phía góc trên này thì em đang còn thêm vài xe nữa nhá. Đầu tiên là em có chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy 1.6 turbo, xe sản xuất là 2022. Em này lăn bánh được hơn 3 vạn cây thôi. Và cái tầm tài chính của xe thì như chiếc này đây, đơn vị em đang chào bán tại cửa hàng là chỉ có 930 triệu thôi nhá. Và xe lăn bánh hơn 3 vạn cây mọi người ạ. Đó, rất là mới, cũng rất là đẹp luôn. Còn bên cạnh đây nữa, anh em nào mà thích những dòng xe của Nhật Bản, đặc biệt những chiếc Cross này, nồi đồng cối đá bền bỉ và form dáng nhập khẩu, em đang có chiếc này đó là chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản máy 1.8V, sản xuất là 2022 mọi người nhé. Màu trắng. Như chiếc này của em đây thì xe lăn bánh được hơn 3 vạn cây. Và cái tầm tài chính của xe thì như chiếc bản V này của em đây, em đang chào bán là chỉ có 810 triệu thôi. Và biển gốc thành phố em rút hồ sơ rồi mọi người nhé, 810 triệu thôi mọi người ạ. Còn bên này đây thì em đang có chiếc Toyota Cross phiên bản máy 1.8G, sản xuất là 2021 mọi người nhé. Chiếc 21 này của em thì lăn bánh được hơn 4 vạn cây, biển tỉnh, và em đang chào bán là 710 triệu mọi người nhé. Còn ở phía góc trên này đây, góc trên này thì em đang còn thêm 3 chiếc xe nữa. Đầu tiên ở phía trong này, nếu anh em nào thích Santa Fe, em có chiếc này đó là bản máy dầu full cao cấp nhất, sản xuất là 2022, lăn bánh hơn 3 vạn cây. Và hiện tại bây giờ thì như chiếc này của em đang chào bán trong khuôn tài chính là chỉ có 1 tỷ 210 triệu thôi mọi người nhá. 1 tỷ 210 triệu cho chiếc xe này em nghĩ rằng rất là hợp lý về tầm giá rồi. Đó.
Rồi, còn bên này đây thì em đang có chiếc Mazda CX-5 bản máy 2.0 Luxury, sản xuất là 2019. Nhưng chiếc này của em đây là thuộc hệ form mới rồi, form dáng giá 6.5 rồi mọi người nhá. Thì như chiếc này của em đây thì hiện tại bây giờ thì với cái tầm tài chính của xe em đang chào bán tại cửa hàng là chỉ có 719 triệu thôi mọi người ạ. Xe lăn bánh được hơn 4 vạn cây. Đó. Còn ở phía góc ngoài cùng này, em đang còn đó là chiếc Toyota Corolla Cross bản 1.8G, sản xuất là 2021 mọi người nhé. Nhưng chiếc này của em thì chạy ít hơn chiếc kia, chạy được có 12.000 cây thôi. Và tầm tài chính của xe nó chỉnh một chút xíu, em đang chào bán là chỉ có 715 triệu thôi mọi người nhé. Đó. Và vừa rồi là phần cập nhật nhanh qua về một dàn xe gầm cao tại nhà em rồi. Đấy, không biết là anh em nào xem qua clip này mà có ưng hoặc kết chiếc xe nào không thì đừng ngần ngại nhé, nhấc máy lên và alo trực tiếp đơn vị của em, chúng ta cùng nhau trao đổi thương lượng. Chắc chắn là thời điểm này anh em cứ gọi là sẽ mua được xe nhé. Đấy. Sau clip này đây thì em xin phép là sẽ lên clip về một dàn sedan bên này. Anh em nào quan tâm thì có thể theo dõi nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ.